Xin chào tất cả anh em video, anh em nhớ bấm nút like và nút subscribe đăng ký cập nhật những video clip tiếp theo từ mình nhé. Video này mình sẽ hướng dẫn cập nhật cho các bạn ba cái sàn đang chương trình iDrop. Các bạn có thể kiếm từ 300 đô đến 500 đô trên một ba cái sàn này nha tất cả các bạn. Thay vì các bạn đi làm thì tiền lương, ví dụ như tiền lương một tháng 10 triệu thì nó có giới hạn nha các bạn. Còn các bạn kiếm tiền online thì không có giới hạn nha các bạn. Thì theo bạn nào giỏi thì có thể kiếm được vài chục triệu một tháng, bạn nào giỏi nữa thì kiếm hai ba chục triệu, bốn năm chục triệu, có bạn giỏi kiếm 100-200 thì kiếm tiền online mà không có giới hạn nha các bạn. Và thời gian công việc cho mình nhàn rỗi khi mình kiếm tiền thôi các bạn. Rồi để tham gia dự án mình liên mô tả, các bạn đăng ký một cái sàn Litecoinet thì đăng ký các bạn, mình không hướng dẫn nữa các bạn. Rồi các bạn sau khi đăng ký các bạn sẽ nhận được 1.000 token là rồi các bạn. Hiện tại nó đã lên cái sàn Litecoin Exchange các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn KYC, các bạn nhấp vào ba dấu gạch này. Ủa lộn, các bạn nhấp vào một phía đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một cái KYC Exchange nè. Sau khi các bạn đăng ký một cái tài khoản, các bạn KYC xong, các bạn sẽ nhận được 1.000 token thôi các bạn. KYC các bạn chỉ cần cầm giấy chứng minh nhân dân và các bạn ghi Litecoin Exchange và ngày tháng các bạn. Rồi các bạn xuống đây việc bấm vào một hệ thống nè, Super VR nè. Đây thì các bạn nhập. Đây thì bên trái bên phải đây là những người hệ thống của mình nè. Sao mà kỹ ta. Rồi mình hướng dẫn các bạn lấy miếng dép các bạn. Sorry, miếng dép đâu ta. Litecoin Invest. À các bạn không gấp luôn, không có gấp gì đâu bạn. Các bạn bấm vào cái mục cái kim đồng hồ nữa các bạn. Rồi. Rồi các bạn lướt xuống thôi. Đâu ta. Rồi các bạn lướt xuống, các bạn sẽ KYC thành công, các bạn sẽ nhận được 1.000 token LCR nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè. Đây thì hai cái link ghép mình, đây một link đầu là trái phải nha các bạn. Các bạn xây dựng tiện cho nó ra một cây hệ thống các bạn. Sau khi mỗi một lượt ghép cho đăng ký với kênh bạn mà KYC thành công, các bạn sẽ nhận thêm 500 token LCR nữa nha các bạn. Token hiện tại có trên sàn Litecoin Chain nha các bạn. Rất là tiềm năng luôn. Rồi mình sẽ nói sơ qua một cái sàn thứ hai nha các bạn. Sàn thứ hai mình muốn giới thiệu các bạn là một cái sàn BTC Chain. Các bạn chờ mình chút nha bạn. BTC. À cái sàn này BTC Exchange.net nha tất cả các bạn. Nay giờ nó viết tắt nè. Sau khi các bạn đăng ký một cái tài khoản email và mật khẩu, giờ các bạn vào mail complete nha các bạn. Các bạn sẽ nhận được 1.000 đồng token có ký hiệu là đồng BET nha tất cả các bạn. Hiện tại sàn này nó đã cập nhật đem login vào nha các bạn. Các bạn chờ chút nha các bạn. Hiện tại sàn cập nhật tính năng mới nha các bạn. Đây thì các bạn sẽ nhận phi nè, mình dịch qua tiếng Việt cho các bạn nè. Kiếm 2.000 mã thông báo miễn phí, giá trị 200 US cho mỗi lượt giới thiệu và tối đa 35% phí giao dịch nha các bạn. Thì là các bạn nhận được 200 từ 1.000 đến 2.000 tất cả nha các bạn. Rất là ngon, con này chưa có KYC. Sàn sẽ ra bắt vào ngày 15 tháng 8 năm 2020 nha các bạn. Đây thì nó cập nhật tính năng đồng BET nè, như BTC nha các bạn. Nè, cái đồng mình nhận là cái đồng bay BET token này các bạn. Nè các bạn, nó cập nhật nè. BET token, giá trị hiện tại của nó là 0.01 USD cho một đồng BET nè. Đây thì những chương trình, nó có chương trình cái này như là gọi là Staking Daily vậy đó. Các
các bạn sẽ nhận lãi hàng ngày vào đây nha các bạn. Các bạn nếu mà các bạn nạp tiền các bạn sẽ nhận lãi nha các bạn. Đây là dịch vụ tiếng Việt. Các bạn gỡ từ 10 đô đến 99 đô các bạn sẽ nhận được 10%. Các bạn gỡ 100 đô đến 245 đô các bạn sẽ nhận được 20%. Thì cứ nhân tới qua nha các bạn. Cái này như là chương trình Skin Daily. Ồ, sàn này nó cập nhật cái tính năng nữa các bạn. Rồi giao dịch nè. Đây là những người dưới hệ thống của mình tiến ghép được luôn các bạn. Cũng ít thôi. Mỗi một lượt ghép mình nhận được 2.000 mã thông báo token nha các bạn. Ồ, rất là ngon luôn. Bạn đăng ký sẽ được nhận 1.000 token. Bạn chia sẻ một người các bạn nhận được 2.000 token. Rồi chương trình Checking Wallet này là chương trình hồi nãy mình có nói rồi. Sau khi người đó mà giao dịch thành công, các bạn sẽ nhận hoa hồng từ cái người nhận lãi nha các bạn. Từ cái người giao dịch. Rồi các bạn nhấp vào ba chúng ta tiếp theo nè. Nó có chương trình Make Upper nè, là tiếng Deferral đó. Đây thì kiếm tiền online thì nhờ được cái đây là cái link ghép. Các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm token nha các bạn. Rồi vậy video mình kết thúc. Mình sẽ cập nhật lên con web thứ ba, một cái sàn thứ ba cho các bạn luôn. Rồi một cái sàn thứ ba là cái sàn ValueSell, chia sẻ giá trị cuộc sống nha các bạn. Cái web này, con cái sàn này rất là hay luôn. Rồi các bạn đăng nhập vào nè. Sau khi các bạn đăng ký và KYC, các bạn cũng nhận được 100 token có cái hiệu là VX. Token này đã list lên một cái sàn Kobe.io, vậy là mình có để lên sàn cho các bạn tham khảo nha các bạn. Giá hiện tại của nó là 1 đồng token là 1 đô. Token của nó là ký hiệu này nè các bạn. Các bạn chỉ việc đăng ký và KYC thôi. Hệ sinh thái này dí nè. Đây thì các bạn chỉ việc copy cái link ghép này chia sẻ cho tất cả những bạn bè và người thân nha các bạn. Đây mình chưa KYC, để sáng mai mình KYC. Rồi đây thì F1 các bạn chia sẻ cho một link ghép các bạn sẽ nhận được thêm 20 đô. Các bạn chia sẻ cho F2 các bạn sẽ nhận được thêm 10 đô. F3 thì 5 đô, F4 5 đô là 5 token nha các bạn. F5 là các bạn sẽ nhận được 1 token. Cứ như vậy hoài, ghép 5 thằng ít chứ. Rồi các bạn nhấp vào qua vô gạch nè, các bạn vào dí nè. Các bạn chờ lót chút nè. Nè các bạn dí là mình cái token của mình kiếm là cái token slot nè các bạn, VS nè, hình này nè các bạn. Sau khi các bạn KYC đi nó sẽ hiện ra cho các bạn. Rồi các bạn nhấp vào qua vô gạch nè, mình coi hệ sinh thái của nó nè. Thôi cái này là giao diện chính của nó thôi, giao diện chính của trang. Khi nào mà có cập nhật rút tiền thì mình sẽ làm một cố gắng làm cái video hướng dẫn các bạn rút tiền bán giao dịch 5 đồng nữa các bạn. Hiện giờ nó còn đang ai rớp. Mình khi nào cây xe thành công mình rút tiền mình làm hướng dẫn cho các bạn sau nha. Sàn lock hết. Đặc điểm của sàn này là lock rất mượt các bạn. Rồi hệ sinh thái của nó này. Không có trục trặc cái gì hết. Tại hiện tại nhà mình trời mưa. Rồi mình đang quay màn hình. Vậy mỗi link thì link tải và link hướng dẫn mình có để phần link mô tả mình nghe các bạn. Bạn nào không hiểu thì vào nhóm Zalo, Facebook, Instagram này nọ thì cứ IP cho iPad cho mình sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like và một subscribe cập nhật những clip tiếp theo từ mình thôi.
Giờ để có động lực mà làm YouTube nên tất cả các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn nha.